Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục video trên Mega Huyền Thoại ha. Thì như các bạn biết là Mega Huyền Thoại đang có sự kiện đua thần thú đại chiến ha. Các server cũng đua đang rất là căng, rất là gắt. Thì server mình cũng 15k điểm rồi. Hai ông ở đâu mọc ra VIP 6, một ông VIP 6, một ông VIP 7. Cũng là người chơi nha, người chơi. Người chơi chứ không phải ấy nha. Ạc level 7 mấy 8 mấy là người chơi hết rồi. Rồi top 6 hiện tại thì cũng 4k1 à. Nha ha. Top 7 cũng 4k1 à. Rồi nhưng mà trước khi nói về vấn đề của ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề khác trước. Đó là quà các bạn ha, quà. Rồi, quà thì các bạn biết là quà có fan group 20k nè. Quà hơi khá ngon nha. Đây mình sẽ cho các bạn xem quà hơi khá ngon. Này. Quà fan group 20k là 20 bánh ăn đỏ, một cái chip đỏ, 30 bánh ăn vàng. Đấy, hai cái thức tỉnh. Ghê không? Ghê không? 5k kim cương luôn. Đúng ghê, đúng ghê. Đúng là Mega Huyền Thoại cho nhiều quá. Nhiều thật. Nhiều nhiều ghê liệt luôn á. Rồi chúng ta còn một code nữa ha. Code tổng kết bình chọn các bạn ha. Tổng kết bình chọn. Đây tổng kết bình chọn. Đây ha bạn ha. Đây con mới kim cương để anh em có thể đua build nữa rồi. Mình thì build này mình không đua nha. Mình đang dồn kim cương để lấy cái khác nên mình không đua build này ha. Với lại con này mình cũng không thích. Rồi chúng ta sẽ Rồi mình cảm ơn các anh em đã chia sẻ những cái thông tin về những cái server mà đang đua build gắt của các server để mình làm video. Thì sáng nay mình sẽ làm video là ngày thứ ba, ngày cuối cùng, tối nay là chốt build ha. Nên là mình làm video buổi sáng này là để tổng kết sơ qua trước khi mà chốt build ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ vào một số server. Đầu tiên thì trước khi vào qua server mình sẽ nói thế này. Nếu như bạn nào xác định không đua build thì các bạn cũng nên lên một tí điểm để các bạn có thể vào top. Ví dụ như các bạn vào được top top 10 20 nè, nhưng mà các bạn phải nhớ nha, chú ý các bạn phải được một ca điểm nha. Chứ các bạn không đủ 1k là không được vào top, đó thông tính nha. Như các bạn như mình hiện tại thì mình chỉ được nhận ở top 21 đến 30 thôi nè, mới có 30 điểm thôi. Thì nhận được ở top 21 30 thôi thì chỉ có 30 mảnh này. Mà con này cần 50 mảnh mới mở được, nên các bạn lấy về để bạn được kích Bocodet á. 50 mảnh thì các bạn phải lên được khoảng 1k điểm nha. 1k2 này. Đấy. Mới được nha. Ví dụ mình lên luôn cho các bạn xem là 1k2 là tốn giờ mình đang 30 điểm đúng không? 1k2 là 10 lần đúng không? Đây các bạn, nếu như các bạn lên được 1k này thì các bạn nhận được luôn con này. Nhưng mà khi mà mình ở mức này, mình không lên 1k, mình sẽ có 30 mảnh. 30 mảnh thì các bạn cần 20 mảnh nữa để mở con đó. Thì các bạn chỉ cần nè, đây tính nè, 3 nè ha, 8 nè, 13 nè, 20 ha. Nếu bạn lên 600 điểm là các bạn cộng thêm cái này nữa là các bạn sẽ nhận được một con này. Thì cái con thì cái con này, con sò này đem về để các bạn kích được cái dòng này ha, kích được cái này dòng này ha, cũng được lên một tí đồ ha. Nhưng mà cũng tốn một tí kim cương để các bạn lên thì nó cũng hợp lý nè. Theo mình thì các bạn nên lên để lấy đủ điểm ha. Để ấy ha. Tùy server nhưng mà mình cũng nên lên, ví dụ như server mình lên 600. Đấy, tại vì các bạn quay 600 quay 6 lần đúng không? 6 lần là sự 600 thì cũng được như này. Tốn tí kim cương, sẵn đang cái sự tiền tiêu kim cương. Đúng chưa ta? 400 à, hai lần nữa. Mình xác định là không đua ha. Ra cái đá thức tự. Đấy. Đây 6 lần. Mình xác định không đua ha. Đây là mình 20 mảnh nè, tối nay mình nhận thêm 30 mảnh nữa là được đủ con này để mở ha. Rồi đó là mình chia sẻ với các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một thêm cái sự kiện nữa, đó là sự kiện mà những bữa mình đã trao đổi với các bạn đó. Đây sự kiện tiêu kim cương nè.
mình tới mốc này không tiêu kim cương, bên đây mình chưa được cái mảnh nào luôn. Đây đúng không, bạn nào tiêu được 30k kim cương thì sẽ được ha. Rồi đây là cái sự kiện này, mình đã quay được 70 ha lần rồi ha, bây giờ bữa nay mình quay nốt là để lấy thêm 100 ha. Thì anh em nhớ chú ý mấy cái sự kiện này, anh em chú ý nha. Quay miễn phí, quay 30 lần nữa, 5 10 15 20 20 là gai vàng ha, 55 30 mình để mình không quay tim. Đây gai vàng ha các bạn ha, gai vàng. Bây giờ mua thêm được cái cục này nữa thì nâng được cái này lên level 2. Cửa hàng đây các bạn ha, cửa hàng mình được 265 nè, đó mua thêm cục này vô mở cái gương đó ra. Không mà khoan, không mở các bạn biết sao không? Mình qua đây mình nhận cái này cái đã. Đây có cái gương nè, mở ra biết đâu hên xui đúng không, mở gương ngẫu nhiên trước, trước khi mở gương chọn ha. Ngẫu nhiên này à, không đúng, không được luôn, coi lại coi. À, đúng rồi, không được cái cách hợp kim này sẽ lên khá nhiều được chiến nha bạn, để ý nha. 1044501 nè, hợp kim. Ê chú ý nha các bạn, chú ý nha, mở cái này phải mở cho đúng nha, có một gương thôi, cánh hợp kim đúng rồi đó. Đâu rồi, mình đang là 1044510. Hai lên tóc nữa ha, lên khá nhiều điểm nha. Bây giờ mình nâng cấp cái này nữa. Đấy, chỉ số ha, chỉ số tăng ha. Nếu như anh em server cao á, quên lực chiến cao thì cái tăng càng nhiều ha, nó tăng phần trăm mà. Đấy, tăng lên một khí ha, một tí ha. À, anh em dồn vô cái thiết bị là nhiều lực chiến lắm á. Nè, nâng lên. Nâng cấp lên. Đấy, lên nhiều lực chiến lắm các bạn. Đó. Đấy, đó là cái mình muốn nói ha. Bây giờ chúng ta qua các server ha, qua các server. Mình có ghi lại cái thông tin của các server rồi mình sẽ qua các server cho bạn ha. Nhiều server đua ác lắm bạn, đua gắt lắm. Server này mình chỉ mới 8k thôi, top chưa lên nữa, top chưa lên, server biết 18 mà top chưa lên. Server 7 7 mua đua cũng khá gắt nha, 17k điểm nè. À, gì 100k tạch bill, 100k tạch bill các bạn thấy không, 100k cương tạch bill. Những ông dưới thì không cần phải nói nữa rồi, 100k cương là tạch bill rồi nè, ghê. Server này đua ghê thiệt. Thôi bị ghê á, quá căng thẳng. Server 7 xong, server 26.
hai mươi mấy ca, 20k, ghê vậy. Khiếp 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 khiếp, quá nhiều kim cương, trăm mấy ca kim cương rồi các bạn. 15k là 100 cương, thêm 10k nữa. Đây 15k là 100 kim cương, 10k là thêm 68 kim cương nữa là 170 kim cương rồi đó. Xe bò này đuôi gắt quá. VIP 13, VIP 13, VIP 15, xe bò này đuôi gắt quá. Bốn bảy bốn bảy thì 18k. Hơn 100 kim cương. Sáu mươi chín. Server này thì đua chưa gắt. Điểm sàn xè điểm 11k chứ 13k thì cũng chưa có quá gì. Một trăm ba mươi ba. À nãy mình nói mình vô server 69 mà mình nhầm qua server 70, mình tạo nhầm. À, xin lỗi bạn bên server 69 nha. Mình tạo nhầm server thôi, để mình tạo thêm, mình quay server 69 cuối nha. 133. Ủa lại lộn server nữa rồi. Này 131, ủa qua mình tạo 133 rồi mà ta. Nhưng mà cũng là 10, 15, 16k những top thường ta lên. Những bạn ta lên ta lấy cái này ha. Cái này là cũng tạch bill là 7k rưỡi rồi. 7k rưỡi là hơn 50k kim cương tạch bill rồi. Trăm năm mươi. Trăm năm mốt. Mấy ca, 25k, ghê không. À, 8k điểm tạch biêu, 25k, quá ghê. Server này đua tối, những server này đua tối nay chắc ghê lắm à, 20, 22, 25, không biết tối nó còn nhảy điểm số không ha. Rồi mình tiếp tục ha, mình mới tranh thủ thời gian cho chạy hai con có vô 3 server nữa. 150 các bạn ha, 150. Mình đã hứa với mấy bạn ở trên trang Facebook YouTube của mình để mình vô mình quay video rồi. Bên đây là 17k, 15k, 15k, 15k. 10k điểm là như kim cương bên này. 70k kim cương là tạc bill. Hôm nay vừa đúng 10k điểm luôn. Ghê à. Không biết là tối server này có đua gắt không ha, đua gắt không ha. Mình cũng hy vọng là tối nay mình tranh thủ được mình đua, mình quay video về một số server nào đó. Đua xem tình hình đua thế nào. Đây là 17k là hơn 100 kim cương ha. Đây server 150 ha. Đây là server 69. Thôi server 50 thì 51 đi. Đây là server 51.
tình hình đua Bill. Ủa? Không phải, không phải, thì nhầm server rồi. Đây là server 51 ha, đây là server 51 đây. Server 51 là 25k, 22k, 20k. Đấy. Nên mình cứ vô server này chưa ta? Kỳ. Đây là server 133 ha. 133. Cũng hơn 50 cây kim cương là tập build rồi đó. 133 đây. Rồi chúng ta qua server 69 ha. 69. Hồ 26 cây kim cương luôn. 15k, còn những dưới thì cũng không không có gì. 6k, 5k. Rồi, đó là những gì mà mình sơ qua ở các server mà những bạn comment trên kênh của mình ha. Thì mình cũng nói chung là còn rất nhiều server mà, nên là mình không thể đi hết các server cho các bạn được, nhưng mà mình sẽ tổng sơ lược như vậy thôi. Tối nay nếu mình tranh thủ được thì mình sẽ quay video trước giờ đua build cho các bạn ha. Còn nếu được nữa thì mình sẽ like, còn nếu không thì mình sẽ quay video thôi. Rất là nhiều bạn thích xem những cái lúc mà đua build những phút cuối. Thường các server, một số server giống như số những server các bạn thấy hơi căng thẳng á, là sát nút nhau, thì thường những server gần đó phút cuối người ta sẽ nhảy điểm rất là ghê ha. Về cơ bản thì tùy thứ thích mỗi người, mỗi chơi khác nhau thôi. Nhưng con này thì tùy một con build nào cũng vậy, nó không có giá cố định, mỗi server đều mỗi một cái khác nhau, nên là việc giá build nó cũng sẽ khác nhau, nên là anh em cũng đừng có hỏi mình là bao nhiêu kim cương để lấy được một con này, không có ha. Và đua build mà ở server nào nhàn nhàn xíu thì được lợi thế, còn nếu server nào không nhàn thì một là thất thế vậy thôi. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha, hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha, xin chào các bạn.